bây giờ là 4 giờ chiều ngày 23 tháng 12 âm lịch năm 2018 thì là chúng tôi là đang phun sơn và chuẩn bị hoàn thiện cho hai khách hàng là bác Hòa Huy ở Yên Dưỡng và anh Trung Cảnh tại xã Đỗ Xuyên, hai chiếc sập. Đây, chiếc bên này là chiếc gỗ mít đục chạm ba bông của bác khách hàng ở Yên Dưỡng đây. Chiếc này là chúng tôi chạm dưa, bác yêu cầu là chạm dưa vì là đục chạm đơn giản cho khi bác lau chùi nó dễ, còn nếu chạm cầu kỳ quá thì nó khó lau chùi và vệ sinh. Mita tôi vừa sửa bóng xong rồi đây. Là bàn mặt sập. Toàn cảnh chiếc sập đây. Là bên này là chiếc sập bằng chất liệu gỗ tre rừng của anh Trung Cảnh ở Đỗ Xuyên, thì chiếc sạp này thì được đục chạm mỗi phút. Tôi đang phun màu và chuẩn bị sơn phun bóng. Hôm nay là ngày 23 âm lịch và sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, là công việc rất là vội. Tôi sẽ lướt qua chi tiết thôi, chúng tôi không có nhiều thời gian để chân này là được cùng lọc, ở bên trên là có rơi cùng lọc ấy. Đây là chuyện Vũ Phúc có 5 con rơi, và phía giữa là một con này, đây một con rơi nữa, chân là rơi. Và bên này nè, đây là chú rơi này, đây là chú rơi này, thì là 5 con rơi thì gọi là ngũ phúc. Còn phần mặt này, đây là chúng tôi đang kê lên để sơn. Bình thường là sẽ để theo hướng nhưng không có khe hở như vậy. Đây là vân vũ dây gừng. Có nhu cầu thì có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816. Xưởng chúng tôi là có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Năm giờ chiều ngày 28 tháng 1 dương lịch, tức ngày 23 tháng 12 năm 2018.